tin hoạt động dân chủ cùi dân chủ nửa mùa. Bản tin hôm nay gồm các nội dung chính như sau. Có vẻ như bên lề phiên phúc thẩm thì trong phiên tòa này có hai điểm nhấn liên quan. Vị luật sư mới đây bị ban chủ nhiệm đoàn luật sư tỉnh Phú Yên, mà luật sư này đã thực hiện tại phiên sơ thẩm, thì cũng sẽ không hy vọng sự có mặt của ông sẽ làm thay đổi tình hình. Chỉ thứ hai xuất phát từ việc luật sư Văn Đôn phớt lờ khuyến cáo của tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng không nên có mặt bên ngoài phiên tòa và có mặt tại phiên tòa. Và chuyện không may đã đến với luật sư Văn Đôn khi luật sư này đã làm cái điều không được phép, đó là quay phim bên ngoài phiên tòa phúc thẩm của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, nên luật sư Đôn bị công an tỉnh Khánh Hòa thu giữ điện thoại. Linh mục dòng chú thế Đinh Hữu Thoại đã thông tin bịa đặt về sự việc khi cho rằng luật sư Văn Đôn bị công an tỉnh Khánh Hòa cướp điện thoại, đồng thời viện dẫn quy định của pháp luật về hành vi cướp giật tài sản theo điều 136 Bộ luật hình sự có khung hình phạt từ 1 đến 5 năm tù, mà không biết thì khu vực tòa án nhân dân tỉnh cũng là khu vực cấm không được quay phim ghi hình. Điều đáng nói là mặc dù hiểu được việc mình bị thu giữ điện thoại là đúng quy định, song với tâm thế không có cái gì để mất nữa, nên vị luật sư gần đó uống nước, vừa ngồi xuống thì thấy ngoài đường có nhiều người hô to phản đối bản án mang rợ, liền bị lực lượng an ninh ngăn chặn. Nhìn thấy cảnh nhiều người đàn ông to khỏe đánh một bà già và một cô gái hết sức thô bạo, tôi liền đi ra cửa lấy điện thoại chụp hình và bị ba người, có một người mặc đồ cảnh sát giao thông, đến cầm tay giật mất điện thoại của tôi. Theo bà, sớm trả lại điện thoại. Hành xử như thế thì cũng đủ hiểu tại sao Văn Đôn lại bị xóa tên, khai trừ khỏi đoàn luật sư tỉnh Phú Yên. Thậm chí hình thức kỷ luật như vừa qua là chậm trễ so với những gì vị luật sư này đã thể hiện. Năm qua, các bạn dễ dàng gặp rất nhiều quan điểm xét lại sự nghiệp cách mạng của những nhà yêu nước, so sánh họ với nhau để từ đó họ đánh giá đúng sai, chính tà trong lịch sử cách mạng dân tộc, trong con đường và tương lai của dân tộc Việt Nam. Trong số các nhà cách mạng yêu nước bị đem ra mổ xẻ nhiều nhất đó là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người bị những trang truyền thông tự nhận là lề dân xét lại với con đường, cách thức giành độc lập dân tộc nhiều nhất. Có lẽ thấy so sánh Hồ Chí Minh với Ngô Đình Diệm quá nhiều cặp kỉnh, quá yếu về vị thế và nhân cách. Không chỉ người dân Việt Nam mà cả thế giới đều thấy rõ mồn một rồi. Nên xu hướng gần đây, họ đem so sánh cách thức đấu tranh giành độc lập dân tộc của Hồ Chí Minh với các chiến sĩ yêu nước được người dân và Đảng Cộng sản Việt Nam thừa nhận, tôn vinh như Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, Trần Trọng Kim. Điểm chung của những chiến sĩ này đều là những trí thức lớn của dân tộc, đều là những con người yêu nước, đều lựa chọn con đường đấu tranh bất bạo động vẫn sẽ giành được độc lập, đều chọn cách thức hợp tác với Pháp, Nhật, Mỹ để khai trí cho dân tộc, rồi mới tìm cách giành lại độc lập. Cho các nhà dân chủ nếu muốn hạ bệ và xuyên tạc các danh nhân thì cần phải cẩn trọng, đòi hỏi phải học hiểu đến nơi đến chốn, chớ nên viết càn dễ làm cho người đọc thấy nản vì kiến thức lịch sử lỗ mổ râu ông nọ cắm cằm bà kia, khiến người ta khinh bỉ, và nhất là khinh bỉ những kẻ viết sử chống cộng.
Liên minh châu Âu nói với Việt Nam rằng họ lo ngại về sự xuống cấp của quyền dân sự và chính trị trong lúc các vụ bắt giữ, giam cầm tăng mạnh mẽ. Đây là nội dung trong thông báo của EU sau đối thoại nhân quyền tăng cường lần thứ bảy tại Hà Nội ngày 1 tháng 12 năm 2017. Thông báo này được dịch sang tiếng Việt, đăng tải trên trang Facebook chính thức của phái đoàn EU ở Việt Nam. Theo nội dung thông cáo ghi, cuộc đối thoại đã đánh giá những phát triển gần đây trong lĩnh vực nhân quyền ở Việt Nam và châu Âu, và trước đó là các cuộc họp với các tổ chức phi chính phủ từ châu Âu và Việt Nam. Liên minh châu Âu đã nhấn mạnh về sự xuống cấp của quyền dân sự và chính trị và đã thảo luận về quyền tự do ngôn luận, quyền lập hội, quyền liên kết, tự do tôn giáo và quyền tiếp cận thông tin. Liên minh châu Âu đã bày tỏ những quan ngại sâu sắc về việc áp dụng rộng rãi các điều khoản an ninh quốc gia trong luật hình sự của Việt Nam và ghi nhận sự gia tăng mạnh mẽ của việc bắt giữ, giam cầm và kết án các công dân Việt Nam liên quan đến việc bày tỏ ý kiến của họ. Về hồ với những thông tin được đưa ra trong bản thông báo, BBC, VOA, RFA cùng một số trang mạng khác lập tức thi nhau đưa tin, cố tình nhập nhằng, bình luận xuyên tạc vấn đề này để lấy cớ vu cáo Việt Nam. Thực tế cho thấy, hiến pháp và pháp luật Việt Nam đảm bảo đầy đủ các quyền cơ bản của con người trên tất cả các lĩnh vực chính trị, dân sự, kinh tế, xã hội, văn hóa. Hệ thống pháp luật của Việt Nam đều phù hợp với thực tế đất nước và tương thích với các chuẩn mực quốc tế được quy định trong tuyên ngôn nhân quyền và các công ước quốc tế về quyền con người mà Việt Nam tham gia. Tiêu biểu như, nhà nước Việt Nam luôn tôn trọng và bảo đảm các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí và tự do thông tin của người dân theo hiến pháp và pháp luật. Những năm gần đây, hoạt động của các phương tiện thông tin đại chúng ngày càng cởi mở, sôi động, sự phát triển nhanh chóng, mạnh mẽ, đa dạng về loại hình, phong phú về nội dung và các phương tiện thông tin đại chúng ở Việt Nam là một minh chứng về tự do ngôn luận, tự do báo chí và tự do thông tin ở Việt Nam. Báo chí Việt Nam đã trở thành diễn đàn ngôn luận của các tổ chức xã hội, nhân dân, là công cụ quan trọng bảo vệ lợi ích của xã hội, các quyền tự do của nhân dân. Các quyền của người dân về tự do hội họp và lập hội được bảo đảm và quy định cụ thể trong hiến pháp, Bộ luật hình sự, Bộ luật dân sự và nhiều văn bản pháp luật ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam. Ở Việt Nam còn có Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 5 đoàn thể bao gồm Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh Việt Nam và hàng trăm tổ chức nhân dân bao gồm các tổ chức xã hội nghề nghiệp với hàng chục triệu hội viên. Cùng với các tổ chức công đoàn các cấp ở quốc gia, ở Việt Nam còn có hơn 6.000 tổ chức công đoàn cơ sở. Ngoài ra ở Việt Nam còn có hàng nghìn hiệp hội, câu lạc bộ hoạt động trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội. Các tổ chức và hiệp hội hoạt động trên nguyên tắc tự nguyện, tự quản, độc lập và tuân thủ pháp luật. Sự tăng nhanh của các tổ chức, hiệp hội, câu lạc bộ chứng tỏ quyền tự do hội họp và lập hội của người dân được tôn trọng và bảo đảm. Trong khi đó, vấn đề tín ngưỡng tôn giáo được nhà nước Việt Nam nhìn là một nhu cầu tinh thần chính đáng của con người. Chính sách nhất quán của nhà nước Việt Nam là tôn trọng và bảo đảm các quyền trong hiến pháp và pháp luật của Việt Nam được đảm bảo tôn trọng trên thực tế. Nhà nước Việt Nam luôn tôn trọng và bảo vệ quyền của các tín đồ được tự do thờ cúng và thực hành tín ngưỡng, tôn giáo và chính sách này đã được thể chế hóa bằng pháp luật. Số chức sắc, nhà tu hành và những người hoạt động tôn giáo chuyên nghiệp không ngừng tăng nhanh qua những năm nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu tâm linh của người dân. Các tôn giáo có quyền và được nhà nước Việt Nam tạo điều kiện mở trường, cơ sở đào tạo chức sắc, xuất bản kinh sách, tham gia các hoạt động xã hội. Đặc biệt, nhà nước Việt Nam đã và đang thực thi nhiều chính sách và biện pháp cụ thể để đảm bảo người dân được hưởng thụ đầy đủ các quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng. Trong đó, luật tín ngưỡng và tôn giáo được Quốc hội thông qua vào tháng 11 năm 2016, có hiệu lực vào tháng 1 năm 2018. Ngoài ra, Việt Nam đã tham gia hầu hết các công ước quốc tế về quyền con người và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ được nêu trong các công ước mà mình đã tham gia, tuân thủ nghiêm túc và cam kết thực hiện đúng các cam kết quốc tế về quyền con người. Tại các tổ chức và diễn đàn quốc tế, Việt Nam luôn được đánh giá cao về cách tiếp cận, ủng hộ, đối thoại và hợp tác trong vấn đề quyền con người. Nhà nước Việt Nam luôn tôn trọng các quyền tự do dân chủ của công dân. Tuy nhiên, cũng như ở mọi quốc gia khác trên thế giới, nhà nước Việt Nam không chấp nhận việc lợi dụng các quyền tự do dân chủ để có các hành vi vi phạm pháp luật. Điều 25 Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định, công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định. Cần khẳng định, những nhà đấu tranh dân chủ đang bị đàn áp theo cách gọi của phái đoàn EU thực chất chỉ là những phần tử hoạt động chống đối chế độ và nhà nước, gây mất an ninh trật tự an toàn xã hội, vi phạm pháp luật nhà nước và hiện đang chịu sự trừng phạt thích đáng pháp luật. Sự thật, tình hình Việt Nam là như vậy.
Nhưng một số cá nhân trong phái đoàn ngoại giao EU tham gia đối thoại nhân quyền lần thứ 7 EU Việt Nam vẫn cố tình đổi trắng thay đen, xuyên tạc, bóp méo sự thật về tình hình đất nước ta. Rõ ràng đây là hành động sai lệch, cần phải bị lên án và kiên quyết loại bỏ. BOT ở Việt Nam thời gian qua liên tục bị gây rối, gây ách tắc, cản trở giao thông, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của các doanh nghiệp, người dân. Các trạm BOT thời gian qua liên tục xuất hiện các vụ gây cản trở và gây mất an ninh trật tự. Vụ việc này không phải hoàn toàn do khách quan hoặc do các tài xế gây ra, mà có kẻ chủ mưu đứng đằng sau chỉ đạo, kích động và tổ chức người đi gây rối. Theo chúng tôi, Võ Hồng Liên, Lê Mỹ Hạnh là hai nhân vật thường xuyên xuất hiện tại các trạm BOT, nhất là các trạm BOT cai lệ vừa qua, để tổ chức gây rối, cản trở bằng được. Thủ đoạn của Lê Mỹ Hạnh là chuẩn bị tiền lẻ, tiền xu mang đến các trạm BOT để tổ chức cung cấp cho các tài xế lái xe và kích động lái xe đi qua đây sử dụng tiền lẻ để qua trạm. Theo quan sát, ban đầu cũng có một số tài xế nhận tiền lẻ để thực hiện việc qua trạm, nhưng về sau các tài xế đều không nhận tiền lẻ vì họ cho rằng ảnh hưởng đến thời gian và vận chuyển hành khách, hàng hóa của họ. Khi các tài xế từ chối, Lê Mỹ Hạnh đã tổ chức cho một nhóm đối tượng là người cùng nhóm bạn hữu đường xa trên Facebook tiến hành đi qua trạm sử dụng tiền lẻ, cố tình gây cản trở bằng các thủ đoạn như đếm đi đếm lại tiền lẻ, yêu cầu trả lại tiền lẻ, bắt nhân viên trạm thu phí phải đếm đi đếm lại nhiều lần và cố tình không qua trạm. Nếu hành vi trả tiền lẻ của các tài xế thực hiện thì không sao, nhưng rõ ràng có sự chỉ đạo tổ chức gây rối, cản trở, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động lưu thông, vận chuyển là hành vi vi phạm pháp luật, cần phải trừng trị. Đối tượng Lê Mỹ Hạnh là kẻ chủ mưu cầm đầu trong các vụ gây rối tại các trạm BOT, nhất là trạm BOT Cai Lậy, với nhiều bằng chứng và những bằng chứng chúng tôi đã trưng trên màn hình. Đề nghị cơ quan an ninh điều tra cần bắt khẩn cấp Lê Mỹ Hạnh, khởi tố vụ án hình sự để điều tra làm rõ. Đình Kình là cái tên quen thuộc được nhắc nhiều khi vụ Đồng Tâm xảy ra, với vai trò là kẻ kích động tư tưởng, là kẻ cầm đầu của mọi vụ gây rối, vi phạm pháp luật xảy ra tại xã Đồng Tâm trong thời gian vừa qua. Bản chất của đối tượng này đã bị nhiều bài viết vạch trần, và gần đây là bộ mặt cực đoan hám lợi của chính ông Kình cũng đã thể hiện đầy đủ, như thường xuyên thăm gặp, tiếp xúc với các đối tượng cơ hội chính trị, chống phá ở trong và ngoài nước, đã nhận tiền từ tổ chức khủng bố phản động Việt Tân. Ngày 4 tháng 11 vừa qua, trong khi cả nước đang hướng đến đồng bào bị thiên tai, vừa phải chuẩn bị đón khách quốc tế, ấy vậy mà Lê Đình Kình ra sức làm phức tạp thêm tình hình. Ông Kình đã gặp một nhóm các nhà dân chủ rỡm và vẫn chứng nào tật nấy. Đối tượng này lại tuôn ra những lời lẽ thô bỉ mặc dù tuổi đã hơn 80. Liên quan đến việc khai trừ đảng đối với một kẻ thân cận với nhóm đồng thuận là bà cựu bí thư xã Đồng Tâm Nguyễn Thị Lan, ông Lê Đình Kình đã đưa ra những lời lẽ bẩn thỉu như đây thật sự là một quyết định thất nhân tâm của thành ủy Hà Nội và huyện ủy Mỹ Đức. Tuyệt đại đa số người dân trong xã bức xúc với quyết định này vì bà Lan là bí thư đảng ủy xã rất được người dân tin yêu. Hiện tượng này chứng tỏ một điều là nếu đảng viên nào hành động hợp với lòng dân nhưng trái ý đảng đều sẽ bị đảng loại bỏ không thương tiếc. Tư tưởng phản động của Lê Đình Kình thể hiện rất rõ qua buổi gặp mặt tiếp xúc giữa ủy ban kiểm tra huyện Mỹ Đức với đối tượng này, vì hắn vẫn mang tư cách đảng viên nên vẫn cần phải kiểm tra thường xuyên. Chính miệng Lê Đình Kình đã nói với các đồng chí trong ủy ban kiểm tra đảng rằng từ nay tôi gọi các anh đồng là anh chị chứ không là đồng chí nữa. Tôi yêu cầu các anh chị cũng vậy, không gọi tôi là đồng chí nữa, vì đồng có nghĩa là cùng, chí có nghĩa là chí hướng. Nhưng tôi và các anh chị nay có cùng chí hướng đâu mà gọi nhau là đồng chí. Lê Đình Kình dựng nên nhóm đồng thuận với thành viên là đám con cháu hư hỏng dính đầy tiền án tiền sự. Nhưng sự ảo tưởng về độ trong sạch thanh cao của Lê Đình Kình lại đi quá xa khi dựng chiêu bài chống bọn tham nhũng và cướp đất của dân để lừa bịp người dân Đồng Tâm. Động thái gặp gỡ bắt tay với bọn phản động Việt Tân của ông Kình ngày càng làm cho những sai lầm ngày càng lún sâu và thực sự đã đi ngược lại với lợi ích của cả dân tộc. Các thế lực tư bản lại ảo tưởng khi cố can thiệp vào các vụ án do tòa án Việt Nam xét xử, đặc biệt là những bị cáo có tư tưởng chống đối, phá hoại đất nước. Mới đây, một vài chùm tư bản đã lên tiếng phản đối sau khi tòa cấp phúc thẩm xét xử và tuyên phạt blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh về tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày 30 tháng 11 năm 2017, Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức buổi xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Nguyễn Ngọc Như Quỳnh về tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kết thúc phiên xét xử với tư tưởng chống đối đến cùng và không hối cải về hành vi phạm tội, tòa phúc thẩm đã tuyên phạt bị cáo 10 năm tù y án sơ thẩm.
Ngay sau khi phiên tòa phúc thẩm tuyên phạt, một số trùm tư bản đã lên tiếng phản đối và đòi trả tự do vô điều kiện cho phạm nhân này. Đây là hành vi bị nghiêm cấm tại bất kỳ quốc gia nào, đặc biệt là Mỹ và EU, bởi sự can thiệp vào quá trình xét xử công tâm của tòa án là điều không thể chấp nhận được. Kể cả chính phủ và quốc hội của bất kỳ quốc gia nào cũng không có thẩm quyền can thiệp vào quá trình xét xử. Đại sứ Bruno Angeles, trưởng phái đoàn Liên minh châu Âu EU tại Việt Nam đã có nhận định sai lệch rằng bản án hoàn toàn trái ngược với bản tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền và công ước quốc tế về các quyền chính trị và dân sự mà Việt Nam đã ký kết tham gia, và blogger Mẹ Nấm bị bỏ tù vì là bà đưa ra những quan điểm ôn hòa về những vấn đề xã hội và môi trường, đồng thời nhắc lại việc Việt Nam không cho phép đại diện phái đoàn EU và các đại sứ quán thành viên của Liên minh châu Âu tham dự phiên tòa. Không cho phép đại diện phái đoàn EU và các đại sứ quán thành viên của Liên minh châu Âu tham dự phiên tòa. Điều này đã đưa ra những câu hỏi về tính minh bạch trong quá trình xét xử. Đối với các vụ án xâm phạm an ninh quốc gia và chứa đựng thông tin thuộc bí mật nhà nước thì việc hạn chế các cá nhân tham dự phiên tòa là điều cần thiết. Mặt khác, phòng xét xử diện tích có hạn chủ yếu là để dành cho thân nhân của bị cáo và những cá nhân có liên quan. Phái đoàn Liên minh châu Âu không được mời thì lấy tư cách gì mà đòi hỏi tham dự? Liên quan đến vụ án này, một nhân vật có tiếng khác là bà Barbel Kofiner, đặc quỹ nhân quyền Liên bang Đức, cũng đưa ra nhận định không chính xác về bản án phúc thẩm. Bản án này đã vi phạm các công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị mà Việt Nam đã ký kết trước khi kết thúc bằng lời kêu gọi chính phủ Việt Nam hãy trả tự do cho blogger Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và hàng loạt tù nhân chính trị khác, nhắc nhở Việt Nam phải tôn trọng những quyền cơ bản được đảm bảo theo hiến pháp, tuân thủ những thủ tục tố tụng đúng theo các quy tắc của nhà nước và pháp quyền. Những lời lẽ của một số cá nhân nước ngoài đã phản ánh thiếu chính xác và xâm phạm đến quyền tự quyết của quốc gia Việt Nam. Các thế lực thù địch luôn xây dựng Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là đối tượng chống đối ở Việt Nam và luôn miệng khen ngợi một kẻ bị xã hội Việt Nam lên án và bỏ tù như là một phụ nữ can đảm, gọi bản án mà tòa án đưa ra là bằng chứng xác nhận chính quyền Hà Nội sợ hãi khi thấy những người dân lên tiếng chia sẻ quan tâm về tương lai của đất nước. Chắc hẳn các thế lực tư bản cảm thấy không hài lòng khi ngọn cờ phá hoại Việt Nam do mình xây dựng và tài trợ bấy lâu nay lại bị nhốt đến 10 năm mới được ra khỏi trại giam. Việc kêu gào phản đối và đòi trả tự do vô điều kiện cũng chỉ mang tính hình thức nhằm tự động viên nhau mà thôi, chứ về mặt pháp luật thì không có tác dụng gì, thậm chí còn bị lên án và xử lý nghiêm khắc bởi can thiệp vào quá trình tố tụng của một quốc gia. Mới đây, nhà dân chủ Bao Lê Sơn có bài viết họ đang chiến đấu vì tự do, trong đó ca ngợi những phần tử chống phá chính quyền, vi phạm pháp luật như Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Nguyễn Văn Hóa là những chiến sĩ quả cảm dấn thân đấu tranh cho tự do, và việc Quỳnh và Hóa bị xét xử là một sự chà đạp lên tự do. Lê Sơn viết, cuối tháng 11, hai bản án nặng nề dành cho Mẹ Nấm, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh 10 năm tù giam và Nguyễn Văn Hóa 7 năm tù giam và 3 năm quản chế. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao họ lại chấp nhận hy sinh? Họ đang chiến đấu cho cái gì và vì cái gì? Có phải chăng đó là một điều dại khờ? Hàng loạt câu hỏi đặt ra của nhiều bạn trẻ gửi đến cho tôi sau khi các phiên tòa kết thúc. Chẳng do dự, tôi đã trả lời các bạn trẻ một cách khẳng khái và rõ ràng với họ rằng họ đang chiến đấu cho sự tự do. Vậy thì tự do cho ai? Cho cái gì? Tự do đó như thế nào? Tự do đó cho chính cá nhân chúng tôi, cho con cái, gia đình và thân nhân của chúng tôi. Xa hơn và rộng hơn trong sự liên đới thì sự tự do đó còn cho mọi người và toàn xã hội, cho sự hưng thịnh và độc lập thật sự của đất nước Việt Nam. Lối viết này của Lê Sơn chẳng xa lạ gì, vẫn là trò con hát mẹ khang hay của các đồng đảng với nhau trong phong trào dân chủ Việt. Lê Sơn viết, ca tụng tâng bốc những kẻ đang như Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Nguyễn Văn Hóa chẳng qua là muốn đành thừa nhận và nhận thức của người đọc, của cộng đồng mạng về bản chất thật sự của những nhà dân chủ. Sơn muốn khoác một chiếc áo mỹ miều nhà đấu tranh dân chủ nhân quyền cho những người như Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, cho Hóa để che đậy bản chất thật sự đó là những kẻ cơ hội vì tiền, cam tâm bán mình cho các thế lực thù địch nhà nước Việt Nam ở nước ngoài để hoạt động chống phá đất nước. Hãy quay trở lại với Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và Nguyễn Văn Hóa. Quỳnh và Hóa chiến đấu cho sự tự do ở điểm nào khi những hành vi của họ là tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam? Họ chiến đấu cho tự do của Việt Nam hay thực chất chỉ là tay sai của các thế lực nước ngoài trong hoạt động chống Việt Nam? Họ chiến đấu cho tự do nhưng lại móc ngoặc liên kết với các tổ chức phản động khủng bố chống phá nước Việt Nam ở nước ngoài như Dân Làm Báo, Việt Tân. Quỳnh và Hóa chiến đấu cho tự do của Việt Nam, vậy sao nhân nhận lại nhận nhiều tiền từ các thế lực của nước ngoài?
như Nguyễn Văn Hóa sơ sơ đã nhận 92 triệu và hơn 5.000 đô la từ nước ngoài để phục vụ cho các hoạt động chống phá. Từ những điều trên, để thấy rằng nếu Lê Sơn đặt câu hỏi, họ đang chiến đấu vì cái gì? Tôi sẽ trả lời với Lê Sơn rằng, vì ông chủ nước ngoài, vì tiền. Còn đừng đem chuyện đấu tranh cho tự do ra làm món bánh vẽ mì dân rẻ tiền, không có đâu. Thưa các bạn, bản tin hoạt động dân chủ của dân chủ nước mùa hôm nay đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn vào bản tin sau. Bản tin